Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem quy hoạch cả nước trên chính điện thoại của mình nha. Đầu tiên, các bạn vào Google gõ chữ gulen.vn, nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Sau đó, nhấn vào bản đồ quy hoạch để kiểm tra quy hoạch nha. Sau khi vào, nó sẽ hiển thị ra màn hình như thế này. Các bạn ấn vào khu vực dấu trừ, nó sẽ hiển thị đây là bản đồ thực tế hiện tại. Nhưng các bạn chỉ cần ấn vào khu vực dấu cộng, nó sẽ ra quy hoạch của khu vực này. Vậy thì khu vực Ga Phú Diễm này chắc chắn nó sẽ nằm trong diện thu hồi của nhà nước và đất ở chỗ này sẽ không có giá trị trong tương lai. Tuy nhiên, đất ở vị trí bên đây nó lại là quy hoạch mở đường nha các bạn. Tức là bây giờ nó đang ở trong ngõ cụt, nhưng quy hoạch nó mở ra là mặt đường chính đối diện với cả Ga Phú Diễm và ngay gần các trường đại học. Và ngoài ra, trên app quy hoạch này các bạn có thể xem giá bán ở xung quanh luôn, để các bạn ngồi nhà cũng có thể săn được đất trên cả nước. Một là xem đất nhà mình có vướng vào quy hoạch hay không, hai là xem những chỗ nào được hưởng lợi từ quy hoạch thì chúng ta có thể mua đất về những vị trí đó nè. Nếu các bạn thấy video này hay, có ích thì hãy tìm, follow mình và chia sẻ ngay cho người thân của bạn để biết rõ hơn nha. Vào ngay gulen.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.